Ngồi một mình, bạn sẽ có câu trả lời. Lúc đó, tâm trí của chúng ta tĩnh lặng, không đi lang thang, hướng ra bên ngoài quá nhiều, mà bắt đầu quay vào bên trong. Trong khoảnh khắc chánh niệm, chúng ta quan sát tất cả những gì đã và đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Quan sát mà không bị dính mắc, không phân tích, đánh giá. Chỉ quan sát trong chánh niệm, quan sát để nhìn thấy được sự thật đang diễn ra, đang tồn tại. Chúng ta tôn trọng tất cả những gì đã và đang xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đón nhận những bài học, chấp nhận những thay đổi và sẵn sàng lựa chọn những năng lượng tích cực rung động cao để chiếu sáng tất cả những bóng tối bên trong chúng ta. Khi chúng ta hiểu được rõ ràng những gì không còn phục vụ cho lợi ích cao nhất của chúng ta sẽ tự mình biết cách giải phóng nó. Và khi chúng ta nhận thấy rằng những điều tốt đẹp bên trong mình, chúng ta sẽ tự nhận thức được cách phát huy nó liên tục bằng cách mở rộng nó cho thế giới xung quanh chúng ta. Hãy tin tưởng vào tiềm năng vô hạn, sức mạnh vô hạn đang hiện diện bên trong bạn. Tin tưởng vào sự hướng dẫn nội bộ bên trong bạn, trực giác của bạn. Bạn luôn có câu trả lời bạn đang tìm kiếm ở bên trong mình. Hãy ngồi một mình, bạn sẽ có câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm. Quốc Anh nguyện cầu vô số phước lành đến với bạn.